tên là Nguyễn Tuấn Anh, năm nay con 7 tuổi, sở thích của con là đi người mẫu. Sở bài danh của con là 053. Hôm nay con được đến làng trẻ SOS, được tặng quà cho làng trẻ SOS ạ. Con được học khóa thu ở chùa Tâm Phúc. Con rất vui vì được tham gia những chương trình tìm kiếm tài năng nhí. Con cảm ơn ban tổ chức đã tạo ra sân chơi bổ ích cho các con và được tham gia những chương trình bổ ích. Xin chào các bạn.